Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu phần 2. Cách làm giàu từ người Do Thái. Cách làm chủ được đồng tiền. Bạn cần rèn luyện tính tự chủ của bản thân và không thể để bị đồng tiền chi phối đến các quyết định của mình. Hãy nhớ rằng tiền chỉ là một công cụ phục vụ cho các nhu cầu cá nhân và bạn phải làm chủ được nó. Qua việc các nguồn thu nhập và chi tiêu của bản thân. Từ đó bạn mới không thể là một quân bài của đồng tiền. Kiếm tiền hơn tiết kiệm. Tiết kiệm cũng là một đức tính tốt khi bạn có nhiều tiền. Nhưng đừng để tiết kiệm là mục tiêu chính trong công cuộc kiếm tiền của bạn. Cách kiếm tiền của người Do Thái chính là kiếm được tiền nhiều hơn. Thay vì cứ phải tiết kiệm từng đồng bạc lẻ, cuộc sống của bạn sẽ đủ ổn định hơn khi bạn tiết kiệm. Nhưng không thể nào giúp bạn trở nên thật giàu có. Đương nhiên điều này phụ thuộc vào tư duy đầu tư và kiếm tiền của mỗi người. Nếu tìm được đúng cách, bạn có thể kiếm được nhiều hơn cả khi bạn đã dành dụm cả đời. Bạn cũng không thể phủ nhận rằng, nếu bạn kiếm tiền với tiết kiệm quản lý tài chính bền vững và lâu dài hơn, có kiếm mới có thể tiêu, không cần nghĩ đến từng ly từng tí, và thực tế là phải kiếm ra tiền dư giả mới có thể nghĩ đến việc dành ra một khoản để tiết kiệm. Mở rộng mạng lưới quan hệ, nếu biết cách tận dụng thì những mối quan hệ xung quanh sẽ trở thành công cụ kiếm tiền. Vì thế, việc mở rộng mạng lưới mối quan hệ sẽ hỗ trợ bạn phát triển trong việc hiện tại và sau này. Ngoài ra, bạn đã giỏi về tất cả những lĩnh vực chuyên môn nào thì cũng phải mở rộng phạm vi quan hệ với những lĩnh vực khác. Bởi lẽ bạn có thể học hỏi được thêm rất nhiều những kinh nghiệm khác của các bậc tiền bối đi trước. Điều này vừa dễ lại vừa khó, nhất là với những người vốn ít nói, hướng nội. Cách duy nhất là bạn cần mạnh mẽ bước ra khỏi vùng an toàn của mình để cho bản thân cơ hội thử những thứ mới mẻ. Chỉ cần bạn tự tin vào bản thân và biết mình muốn gì. Quý trọng thời gian hơn tiền bạc. Thực tế bạn không thể chạy đua được với thời gian vì nó đã trôi qua rồi, bạn không thể tìm lại. Nên vậy, cách làm giàu của người Do Thái là bạn nên quý trọng thời gian, đừng lãng phí vì thời gian có thể sinh ra tiền bạc. Bạn hãy trân trọng quý trọng của mình. Vì đây cũng là điều kiện cần để bạn quản lý tốt tài chính của bản thân, đầu tư đúng để giàu có. Những vấn đề trước mắt nên được bạn xem xét, suy nghĩ và tìm hướng giải quyết theo nhiều cách chứ không phải chỉ đi theo cách truyền thống thông thường. Điều này sẽ giúp bạn khám phá ra những điểm mới và tìm ra cách giải quyết dễ dàng, hiệu quả hơn. Tất nhiên, người Do Thái cũng sẽ hành động chứ không chỉ suy nghĩ. Có thể thấy, tư duy sáng tạo, khác biệt sẽ tạo ra những giá trị mới. Sau này dù bạn còn nhiều thời gian thế nào đi nữa, chưa chắc rằng sức khỏe và những điều kiện xung quanh sẽ cho phép bạn làm những điều bạn muốn. Cách làm giàu của người Do Thái dựa theo quy tắc 78-22, trong đó 78% thể hiện giá trị mà bạn tạo ra mà còn 22% còn lại là công việc có ý nghĩa mà bạn thực hiện. Quy tắc này được áp dụng trong đầu tư của người Do Thái. Tức là bạn không cần đầu tư quá nhiều vào tiền bạc. Mà mấu chốt chính là lựa chọn lĩnh vực đầu tư sao cho đúng để sinh lời và trở nên giàu có. Vì vậy bạn phải cần tập trung toàn lực và tri thức. Lựa chọn hạng mục nhằm đảm bảo việc làm giàu an toàn và đạt hiệu quả cao. Đứng cao để nhìn xa. Tư duy dám thay đổi và sẵn sàng là người dẫn đầu chính là cách làm giàu của người Do Thái. Nhìn chung những nhà tỷ phú hiện nay họ không chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt, mà học có cái nhìn thật cao thật xa, họ luôn đầu tư vào những thức nguồn đầu tư dài hạn. Trong tâm thế không ngại việc khó khăn, sẵn sàng đổi mới. Vì họ luôn là người đứng thật cao để nhìn thật xa nên họ rất quan tâm tới đạo đức trong kinh doanh, để luôn tạo được sự phát triển vững bền. Tư duy khác biệt chính là một trong những bí quyết đặc biệt của người Do Thái. Họ luôn có những suy nghĩ khác biệt thay vì cứ đi theo những lối mòn cũ. Nhờ vào sự sáng tạo họ đã trở nên khác biệt và tạo được nhiều giá trị có ích hơn. Người Do Thái luôn được người đời ca ngợi là người thông minh nhất, dù đã trải qua bao nhiêu khó khăn gian khổ nhưng họ vẫn có thể vượt qua. Trong làm ăn, buôn bán là thế, nếu bạn muốn gặt hái được quả ngọt thì bạn đều phải trải qua những khó khăn và gian nan. Đừng thấy khó khăn mà bắt đầu nản, thành quả tốt đều bắt đầu bằng sự cố gắng và biết đâu trong 3 tháng đó mới chính là cơ hội sản sinh ra những cơ hội lớn nhất của một vụ đầu tư. Vì vậy, để kiếm được nhiều tiền, bạn chẳng có cách nào khác ngoài việc tự vươn lên bằng trí óc, sự nhẫn nại và thời gian bạn dành cho phi vụ làm ăn ấy. Trong môi trường cạnh tranh khốc liệt, ai chậm chân người đó sẽ mất cơ hội. Để thành công, luôn phải đi trước một bước, chủ động và không ngừng đổi mới để nắm bắt được cơ hội đến với mình. Trong kinh doanh, phải đối mặt với rất nhiều cuộc đàm phán. Lúc này, nên tăng cường giao tiếp để gây dựng thiện cảm với đối tác và cùng nhau làm việc để ra được kết quả đôi bên cùng có lợi. Trong kinh doanh, người Do Thái nổi tiếng biết trọng chữ tín. Một khi đã ký hợp đồng, dù việc gì xảy ra, họ quyết không nuốt lời. Nếu mỗi người chúng ta đều biết học hỏi theo những bí kíp giúp đẻ ra tiền trên từ người Do Thái, chắc chắn chúng ta sẽ kiếm tiền nhanh chóng. Hãy cùng nhau áp dụng ngay những quan điểm trên từ người Do Thái để biến giấc mơ giàu có như họ trở thành hiện thực, bạn nhé! Chúc bạn sớm gặt hái thành công trên con đường mà bạn chọn.
Xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Mọi người nhớ cho mình xin một like và đăng ký nhé. Cảm ơn mọi người.